Anh hai đi đâu rồi? Anh hai cắt cỏ rồi. Anh hai cắt cỏ rồi hả? Chào ai? Chào chú Ngọc. Chào hả Gieo? Bò to lớn lên là nước đầu bỏ ha. Cực dữ không, nuôi bò cực dữ không? Cũng được hơn. Hả? Cực nó đi cắt cỏ, giá cỏ rồi về cực cái đường đi á. Đẹp gái dữ ta. Hả? Hảo Gà có làm gì phụ ba không? Dạ có. Làm gì? Rửa chén giặt đồ. Rửa chén giặt đồ hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Và phía bên kia đó là hình ảnh của anh Sang, người mà ôm con đợi vợ ở ngôi nhà một nát ở giữa đồng của cô bác quý anh chị. Và sao được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì cắt được ngôi nhà mới á. Và theo rất là nhiều yêu cầu của các bạn cũng như là cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân xem về cuộc sống gia đình anh Sang hiện tại như thế nào rồi. Thì mình có điện cho anh Sang. Và anh Sang hôm nay ảnh đi làm hồ. Và Bùi Hồ mới đi rước anh để về nhà gặp anh cũng như là tìm hiểu về cuộc sống của anh hiện tại như thế nào thôi cô bác quý anh chị. Anh nhiều hả vậy? Anh nhiều hả vậy? Hải với nhiều. Anh Hải hả? Rồi nay làm mấy ngày rồi? Mới có làm bữa nay rồi. Mới làm bữa nay hả? Rồi bây giờ đi về nhà mình chơi chút xíu ha. Dạ. Xin anh nhiều giờ trước chưa? Có nói rồi phải gì? Nhiều có nói gì không? Không. Đây, giờ đi đi ha. Dạ. Rồi chạy về. Đem cơm theo ăn đó hả? Ừ, thôi đến cầm. Ngày được nhiêu anh? Có 200 hả? 200 rồi. Mấy tháng trời dịch bệnh không có gặp được anh hay anh Sang ha. À, em đeo cái mic vô đây. Rồi mấy tháng nay dịch bệnh toàn ở không, không chứ gì? Không có đi làm được đâu, có dám đi đâu. Chỉ mới làm hôm nay đó hả? Mới làm được bữa nay đó. Ừ, ngày 200. Dạ. Rồi Dương làm gì? Dương ở nhà nó cắt cỏ. Hôm đó nay cũng có cho đi làm đâu, cũng đâu có dám cho nó đi. Dạ. Có trời, hay chở tay lại nhóc hết trơn vậy. Rồi anh thì mới đi làm đây. Còn Trân với Lý có điện thoại học không? Nhà có bé Lý không có, có anh Trần mà. Trên nhà trường tôi cũng gửi mới cho được cái điện thoại đó về anh học đó. Dạ. Đường kia tao khóa lại luôn hả anh Sang? Đường kia tao gào rồi, giờ đi đường này. Lâu quá trời, lâu, dạ. Lâu quá trời, lâu khán giả cũng nhớ anh. Mà đợt rồi không có công việc của anh lu bu rồi không có làm á. Chung cái tao tưởng đâu anh em mình giận nhau ha. Hôm đó này không có đi mần đâu rồi, ở nhà ghét rồi. Rồi đó. Hôm đó này là ở nhà miết rồi dịch rồi sao rồi? Dịch hôm đó bán hết trơn rồi đâu có nuôi lại con nào nữa đâu. Hứa chừa em con còn không? Còn đó. Không ấy rồi đợi hoài không xuống rồi không có hôm đám dỗ con vợ mần luôn rồi. Dạ. Yeah. Mất đền đó. Đợi ghét tới đẻ luôn mà. Rồi bò có chú Hùng cho. Chú Hùng với mấy người bạn tặng thì sao rồi? Nay cũng lớn rồi nè. Nay nó hổm nó cũng có đợt trời bỏ nước sau này mới gieo. Chừng nào gieo lại? Chừng nào nó gượng lại mình gieo. Ừ. Dịch bệnh không có làm gì có tiện cho người sinh sống làm sao? Cái đó cũng người ta cũng cho gạo ăn rồi cá ở nhà đó, cá dưới địa đó mình đắt lên ăn. Ừ. Tiền thì có ai kêu đi làm mít đó thì đi làm bậy bậy nó có tiền rồi mua này kia rồi. Làm mít là sao? Đi cắt trái, bắt cắt trái cho người ta đó. À. Thuốc rồi đó. Ờ. Cô bác của anh chị thấy cái đoạn đường này có quen không? Nhà anh Sang á. Quá trời lâu anh em mới gặp anh Sang ha. Hôm đó nay dịch bệnh không có dám đi đâu, trốn ở nhà. Trốn ở nhà không dám gặp ai luôn ha. Thị trấn Nguyên An mình bệnh cũng nhiều á. Ừ, thị trấn ở bên vòng vòng bên chợ bên. Chợ bên cũng nhiều lắm.
không có dám đi chợ đi búa gì trên. Không dám đi chợ luôn? Không. Hắn này không dám đi vô chợ luôn. Hắn muối đường bột ngọt nước mắm thì sao? Đi ra ngoài chỗ Hôn Cưng này nè, có tập quá nó bán đó. Mua. Giờ đó mua. Chứ không dám gặp ai được hả? Ở này có đi đâu có dám ra đường đâu. Tại thấy nó dẫn dãn rồi mới hỏi nhiều đi mạng vậy, nói với vợ ở nhà không có tiền đâu xài. Không, rồi vợ có điện về không? Không. Không hả? Đó này đâu có điện đâu. Có biết anh có nhà mới không? Chắc nó biết mà. Dạ hả? Biết mà tại không liên hệ thôi gì. Ừ. Tại mình không liên lạc thôi. Kêu kìa, bé Lý kêu kìa. Không biết nó còn nhớ em không ta? Nhớ. Nhớ ai không? Nhớ ai không Trân? Đi này đuối quá anh. Anh Sang. Ừ. Đi ở trong kia cũng đi vòng nữa. Nhớ ai không Trân ơi? Trân Lý. Ai vậy? Chắc quên rồi. Đâu rồi? Chú Hồ, la lớn lên đây. Cây điện điển nè. Lộ bọc gì đó hả anh Sang? Ừ. Phải có đường ngăn đó thì qua đó để đi cây nó gần. Ừ. Vẫn có phải đi vòng vậy. Cô bác với anh chị biết không, nghiệp nhất là thương nhất là bé Trân với bé Lý á. Ở này ít được tiếp xúc với ai á. Nó thành thử là dịch bệnh này nữa sợ bị trầm cảm luôn. Gặp cha đi làm mấy ngày nay ở chung với cha. Cái gặp cha đi làm về sớm. Mừng quá ha anh Sang. Anh chả gió mừng. Anh đi làm gì nhớ không? Nhớ chứ. Dạ. Yeah. Con sợ thấy bà luôn, không dám đi mừng. Mà không đi thì không có tiền xây sở. Đi làm cũng sợ ha. Yeah. Bạn gái lớn rồi mà. Phải không? Nhà có mấy ngày nó về rồi đó. Ừ. Thì nó cũng gửi đi cũng được, chứ bỏ trong này có mình hai đứa đó. Người ta làm hàng gạo gai hết trơn nè. Để nó đi mất quần bức áo hoài. Dạ hả? Mình hết đi lên đường đó được hả? Hết đi được rồi. Gạo bít luôn. Tiếc ha. Này hổm đắp kè ra thêm rộng dễ đi chứ. Này anh đắp đó hả? Ừ. Cắt áo hết trơn. Đâu rồi? Con biết ngay là chú mà. Biết ngay là ai? Chú gì? Ôi Trân. Trân đang nhìn lạ dữ ta. Hả? Đây có một người nữa hả? Có lâu chưa? Lâu rồi. Nhớ chú Hồ không? Dạ nhớ. Dạ nhớ nhiều không? Xong kêu cha điện cho chú Hồ vô ăn cơm. Ừ. Chào, chào cô bác anh chị. Chào cô bác quý anh chị. Đi vô. Hôm nay có điện thoại học không? Dạ có. Ai cho hả? Nhà trường. Nhà trường cho hả? Nhà trường thấy học giỏi quá cho hay gì? Hả? Hay sao? Không biết hả? Năm nay lớp mấy rồi? Lớp 6. Ôi! Mau lớn dữ ta. Đây có mấy con vịt sim. Mấy vịt kia là... Mấy vịt kia có bán được không anh Sang? Có bán cũng kiếm lỗ mấy triệu hả? Lỗ hả? Lỗ ăn quá trời. Nè hai chị em này học bàn tủ gì sức này nghe. Nghe không cẩn thận nghe chưa. Ừ. Tivi coi được không? Im không? Dạ hả? Bật đèn cho sáng lên anh Sang ơi. Đây vòng có hai chị em đây hả? Này có cha. Phá rồi. Nhà không có phụ nữ là nữ nhìn ra nó có khác anh Sang ha. Không ai mạnh cái
lo mấy bò cho ăn mấy bò, hôm đó nay đi cắt vòng vòng không ai dọn dẹp trơn đúng không? Đây phòng đồ nè, không ai dọn dẹp nghiệp ghê á. Phòng này sau này chị vô tên ở Canada hỗ trợ tiền thêm đi sơn lại dạ. Này mai mốt rồi mua chổi rồi về quét cho nó sạch sẽ nha. Tắt tivi đi Lý. Gió mát không anh Sang? Tắt đi con, tắt tivi đi. Có tivi bò vàng từ nhỏ cũng đỡ. Đâu ra sao cho em coi bò ấy. Nè mau bố mua mấy cái chổi quét anh Sang đấy cho mà nương quân thấy còn im. Cho mừng đôi dép á. Dương đi cắt cỏ hả đi? Dạ. Anh hai đi đâu rồi? Này cắt cỏ. Anh hai cắt cỏ hả? Chào ai? Chào chú Hợp. Xuống gần hết. Điều không? Nói gì không? Nói về chú Hồ không? Hả? Nói gì với chú Hồ không? Không. Không hả? Này học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2 à? Năm gọi là lớp 1 đúng không? Năm nay học cô gì? Không biết. Không biết hả? Như thầy Hưởng hay gì á. Thầy Hưởng hả? Học thầy hiểu không? Phân bò có lấy ra phơi không anh? Có, lấy nó để lột ngoài đó chưa hút. Phơi có bán không? Có mà chứa, còn chứa kìa, chưa bán. Vậy hả? Sao không ấy bán? Giờ đường nó khó khăn đây, không thẳng. Sao thấy nó ốm không? Ngồi lần hay gì anh Sang? Nó ốm, nó mới cao ấy rồi đó. Cao nó ốm không? Dỡ ra được không? Nó mập quá, nó đâu có gượng được đâu. Dỡ ra đường nào? Dỡ bên kia rồi. Dạ, đi lên đây. Trời ơi, làm gì nước không ở đây hả? Ở đi đường này nước không hả? Ừ. Bên đây dỡ không được hả? Đây dỡ không được. Ờ, thấy nó lớn lên ha. Ừ. Ta kêu nó đừng cho ăn, ăn quá, nó mập quá là nó không có gượng được ha. Con này con đực con cái rồi phải không? Hai có hai con cái mà. Hai cái không hả? Lâu quá quên. Ôi nhìn tụi nó lớn ha, hai con nó lớn ha. Lớn. Rồi chừng nào mới cho gượng được? Chừng nào nó gượng nữa chắc nước sau này mới gieo á. Sao nước vừa rồi không gieo? Nước vừa rồi là hổm chú Sáu không có nói là gieo bỏ nước đầu đi nước sau hả gieo. Ừ, bò to lớn lên là nước đầu bỏ ha. Dạ. Cực dữ không nuôi bò cực dữ không? Cũng được. Hả? Cực đi cắt cỏ vắt cỏ rồi về cực cái đường đi á. Nuôi bò mình giống như mình bỏ ống heo á. Ở nhà cũng vòng vòng đó cũng trồng cỏ rồi. Đâu trồng cỏ đâu? Bên đó đó. Bên trước bên sau bên hè bánh đó. Ừ, đủ nó ăn không anh? Cũng xay xay nó ăn được chứ còn mình xen cỏ kia vô nữa. À. Trân ở đây chú Hồ hỏi rồi. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 12 tuổi rồi. 12 tuổi rồi. Con học ai chủ nhiệm lớp con? Nhiều cô lắm. Nhiều cô lắm nhưng mà người nào chủ nhiệm? Cô Thanh Vân. Cô Thanh Vân hả? Dạ. Cô Thanh Vân dạy dạy môn gì? Dạy môn mỹ thuật. Dạy mỹ thuật. Hả? Chủ nhiệm lớp con. Con học trường tên gì? Trường trung học thị trấn Mỹ An. Ừ. Học thấy quen mấy bạn chưa? Dạ rồi. Học online do khó hay dễ? Cũng dễ dễ. Ở bữa nay sao mặt tròn trịa ăn cơm nhiều không? Tròn trịa dễ thương à? Hả? Đẹp gái dữ ta. Hả? Hảo ngày có làm gì phụ ba không? Dạ có. Làm gì? Rửa chén giặt đồ. Rửa chén giặt đồ hả? Rồi anh hai làm công việc gì? Cho bò ăn. Anh hai cho bò ăn. Còn ba? Ba đi làm. Ba đi làm. Rồi đi à, rồi hảo ngày có đâu có đến lớp đúng không? Dạ không. Rồi nói là gì với cô bác quý anh chị khi mà có nhà mới với có bò nói là gì không? Con cảm ơn quý chị, cô bác quý anh chị. Ừ. Bây giờ muốn mẹ về không? Con không biết. Con không biết hả? Lý ơi, dạ. Chú Hồ nói nghe ai? Nói là gì cảm ơn cô bác quý anh chị không? Hả? Chị đàng hoàng, con cảm ơn cô bác quý anh chị. Ngủ ở nhà còn giọt hết.
ngủ nha, con còn giọt hết. Hết rồi đúng không? Hai chị em trồng cây hay vậy? Dạ, trồng chơi rồi à, chán quá. Trồng chơi thôi hả? Dạ, chán quá. Xong hái cái ớt trồng á, này ai trồng hả? Anh Hai trồng. Để anh Hai trồng hả? Giờ nhồng ớt nữa. Đây, cuộc sống của mình hiện nay sao, thông báo cho cô bác quý anh chị nghe anh Sang ơi. Hôm mùa dịch nay thì cũng hơi khổ, cũng xe sở cũng đủ xe trong nhà thôi, chứ thiếu thốn cũng tùm lum. Dịch không có đi làm đâu ha, thiếu thốn là sao? Là như thiếu tiền mua đoạn này kia rồi, mua đồ ăn rồi với mấy nhỏ rồi nè. Cũng chạy đi mần đi kiếm chỗ này chỗ kia vậy đó, đang về đang mua đường bột ngọt rồi ăn, chứ nhà đâu có tiền đâu xài. Từ hôm đó nay cũng nhà không, chứ cũng ít có đi mần. Làm mít được không? Làm mít thì đi cắt trái cho người ta vậy đó, rồi mình vô phân. Dạ. Cố gắng gói ghém mai mốt bò đẻ nữa. Đẻ nuôi lớn lên là bán có vài chục triệu rồi đó. Dạ. Cái bò nuôi lớn cũng em, mình có dự trữ cỏ rồi không? Có, cũng thủ cỏ ở nhà nè, trời có mưa hay gì đó, đặng mình cắt ở nhà cho nó ăn. Ừ. Còn Dương... đi cắt ngoài được thì mình cắt ngoài. Dương đi cắt hả? Dạ. Cắt mấy giờ mới về? Không biết nữa, nó đi sáng đi mần đó ở nhà, nó không biết đi mấy giờ, không biết. Lớn lên nó có lầy dữ không? Nó cũng hơi lầy lầy. Cũng lầy lầy hả? Có phụ anh đâu không? Có phụ, có chút đỉnh rồi vậy. Ngày nào ở không thì phụ nó, còn ngày nào không ở không thì nó ở nhà nó cắt. À, nuôi vịt thì bây giờ vịt bán mà lỗ hết tiền tiền ấy hay gì? Lỗ tiền mua thức ăn với mua lúa rồi đó. À. Nhưng mà cũng mình không có tính nuôi nữa hả? Không, hôm đó nuôi lỗ rồi, bây giờ không có nuôi nữa, để đi mần rồi này kia rồi kiếm sở đi làm, chứ ở nhà nuôi nó hoài lỗ chết luôn, không đâu có dư giả gì. Ừ. Tiền không có xây sở nữa. Hôm nay em đi qua Sa Đéc á, để cái nhớ trực nhớ anh khán giả nó kêu qua coi cuộc sống anh sao rồi, cũng quay cho cô bác quý anh chị nắm được cái tình hình của mình. Nói chung là cố gắng nha. À. Ví dụ như lâu lâu buồn quá chủ nhật thì đi làm hay chiều làm xương xương thôi, chứ đừng làm thường xuyên. Dạ. Ha. Dạ. Đi mặn, gán đi mặn. Bây giờ thì cái cuộc sống mình có nhà nè. Dạ. À, trước đi. À, cuộc sống của gia đình của mình nè. Ê Lý à, trước con ơi, Trang Lý. Gia đình của mình á hiện nay có nhà nè, có vốn là bò nè. Dạ. Bây giờ chỉ còn là đôi bàn tay của mình là tự tự làm lên lên. Ngồi nè. Ngồi nè. Mình mà không tự ngồi xuống đi. Ngồi nè. Đây đây. Khỏi khỏi. Khỏi. Không sao. Ở đây đi. Ngon. Đây là bây giờ Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ xong rồi, bây giờ đôi bàn tay của mình tự làm lên. Yeah. Mình phải cố gắng có sức khỏe là làm. Hai bé này bây giờ gạo thóc thì người ta không có lo cho mình được rồi, phải không? Yeah. Cũng có cho gạo ăn. Ừ. Vì bên cái sổ nghèo đó người ta cấp gạo, người ta cho gạo rồi ăn. Ừ. Đó. Cố gắng để mà làm để cho Mạnh Thường Quân thấy tặng cho mình cái ngôi nhà có bò có vốn rồi đó. Dạ. Mình làm mình phấn đấu lên càng ngày càng khá giả lên, chứ không phải mình thụt lùi hoài. À. Ha. Dạ. Rồi có nói là gì hứa với Mạnh Thường Quân không? Rồi con cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ con, vậy thì con cũng rất cảm ơn. Ừ. Tội ơn các Mạnh Thường Quân. Thôi giờ chỉ cần hứa là cảm ơn hoài cũng vậy vậy. Hứa sau này con gắng cố gắng đi làm có dư đặng cho mấy nhỏ ăn học. Đừng có bỏ cuộc nha trời. Không bỏ đâu. Ba thương hai đứa dữ không? Dữ. Thương nhiều không? Nhiều. Nhiều ha. Có ngày nào ba không nấu cơm cho hai đứa ăn không? Không có. Không có hả? Ngày nào cũng nấu cơm ăn hả? Thường là ăn cơm gì? Cơm cá. Cơm cá hả? Rồi dịch bệnh rồi không có đi đâu chơi buồn dữ không? Dạ buồn. Buồn hả? Không có gặp bạn buồn không? Rồi nói vậy chứ cái ơn của Mạnh Thường Quân thì mình cũng đã nhận rồi. Yeah. Bây giờ mình chỉ còn cố gắng để cho Mạnh Thường Quân thấy là giúp đỡ mình là đúng người, là hợp lý thôi.
là nhiêu đó là được rồi ha. Dạ. Thì bây giờ nhà của anh thì không có phụ nữ nên là nữ cái việc mà nó cũng khó khăn về cái việc dọn dẹp này kia. Ví dụ có Dương ở nhà kêu cố gắng lau nhà, quét cửa vậy đó. Dạ. Cho sạch sẽ gọn gàng. Lý nè, tập ba lớn là tập được rồi, quét nhà được rồi. Không quét được luôn. Quét được không? Chơi đồ thì mình phải dọn dẹp cho nghe. Hôm nay chú Hồ thấy là chú Hồ hơi buồn rồi đó. Cái tủ mình không có dọn dẹp cẩn thận đó ha. Từ sáng giờ nhà vậy. Vậy. Hứa với chú Hồ nghe. Dạ. Lần sau chú Hồ xuống là thấy là nhà mình phải đẹp nghe. Dạ. Mà con dẹp con nhỏ này nó cứ bại hoại. Em là phải nghe lời chị hai, ở chị ba. Dạ nó cãi hoài kìa. Rồi chú Hồ nhắc thôi chứ chú Hồ không có la ha. Thôi cảm ơn anh.